Chào anh em đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nha. Loa độ check cao cấp để cho anh em đánh xẻ nhá, mùa xẻ chớm già, mùa xẻ ra. Hôm trước rồi tôi có đăng tải video giới thiệu sơ cho các bác nắm ở đấy. Đây video này tôi làm cho các bác xem chi tiết, nắm được kỹ hơn là chiếc loa check độ cao cấp để đánh chim sẻ là như thế nào, bản chất là như nào nhá. Bây giờ ấy, anh em vẫn biết đấy, đã biết đấy là cái loa bát này thì là đánh xẻ là không hiệu quả rồi, tiếng nó ồn cực kỳ luôn, không có chơi được. Thế anh em mua loa điều khiển từ xa về, bóc loa bát này ra và xe độ cái check vào, thì độ check thì có 5-7 kiểu độ, mỗi người độ một kiểu nhá. Thế nhưng mà qua rất là nhiều quá trình làm, quá trình nghiên cứu, quá trình học hỏi, chia sẻ cùng các anh em thợ chuyên nghiệp, thì shop đã đưa ra một cái cách làm, một cách độ là hiệu quả nhất hiện nay nhá, hiệu quả nhất, cao cấp nhất hiện nay. Đó là lấy một cái con check thạch anh bằng giấy. Các bạn lưu ý kỹ nhá, cái con check thạch anh bằng giấy này rất là quan trọng. Khi các bác chọn thạch anh bằng giấy, nó cũng có 5-7 loại thạch anh bằng giấy, có loại mắt trâu, có loại phễu liền, có loại phễu rời. Thế nhưng mà qua thử rất là nhiều hàng, kể cả hàng mắt trâu, hàng phễu rời, thì đến cái hàng phễu này là hàng phễu liền, thì là sẽ cho ra được âm thanh hay nhất, âm thanh chuẩn nhất nhá các bác nhá. Đó là con này là nó đã thử qua thử thách rồi, nó ăn đứt những cái con khác nhá. Đấy, cái phễu này là phễu liền. Khi các bác về độ thì các bác sẽ lấy cưa với máy cắt, các bác cắt đi cao thấp hay tùy các bác, và các bác để ở ngoài thì để luôn, nó như này luôn, nó độ phóng nó rất là tốt nhá. Thế là mình sẽ độ là sẽ lấy một cái con xe, con kêu chính ấy là con thạch anh bằng giấy với âm thanh trong thanh giòn đấy. Thì bây giờ là mục đích cho nó công suất nó đạt được lớn, nó không bị sôi, tiếng nó được trong nhé, không bị sôi, thì mình sẽ hỗ trợ cho nó bằng cái con thạch anh dây đồng, thạch anh dây đồng như này nhé, hỗ trợ cho nó. Thì khi mà mình hàng con thạch anh dây đồng này vào thì có hai cách nào. Một là lấy cái con thạch anh dây đồng này, nó giống nhau hoàn toàn đấy các bác nhé, nhưng mà con thạch anh dây đồng này là con thạch anh dây đồng mua mới, mua mới chưa qua can thiệp, chưa qua độ gì, có nghĩa là nó là con mới. Khi mình gắn vào bản mạch thì nó sẽ kêu đây, khi đây tôi làm thử cho các bác xem, gắn vào bản mạch thì nó sẽ kêu luôn. Thì mình sẽ hàn kết hợp con này vào với lại cái con bằng giấy để nó đẩy công suất của con bằng giấy lên nhé, để con sóc mà lấy lên đây. Đối với con mới nguyên này thì các bác có thể là một số anh em là chơi đọc con này không thôi, chơi hai con này không, chơi hai con này không thì âm thanh nó quá là chói, quá là rát, nó không hiệu quả đâu. Đây, con này là con mới nguyên thì nó sẽ kêu à, yeah. Thế đấy là một cách. Thì cái này thì khi nắp vào đây ấy, thì con này nó sẽ cùng kêu với con thạch anh này, hai con này cùng phát ra âm thanh thì là nó sẽ bị lẫn tiếng, bị tạp tiếng, nó không còn hay nữa. Và thứ hai nữa là cái phần dây đồng này nó sẽ không khai thác được hết cái công suất của phần dây đồng này để truyền sang cái con này, nó không có tác dụng nọc âm nhiều, con này nó vẫn còn tiếng rè. Thì anh em thợ chuyên nghiệp đã nghiên cứu rồi thì họ có cái cách làm là họ lại độ tiếp, họ độ tiếp cái con này. Con này này con đã độ rồi, cái này là tôi không làm được đâu, cái này là tôi phải nhập về thôi, nhờ thợ điện tử chuyên nghiệp họ làm cho, nhưng mình thì không làm được cái này nhá, là mình không làm được cái này. Con này ấy, thì người ta đã tháo ra, người ta tháo ra, người ta cuốn lại dây đồng, người ta tính theo cái vòng, tính theo cái số vòng hợp lý nhá, cuốn lại dây đồng và hàn lại chân, và bản thân người ta sẽ hãm cho cái con này không kêu nữa, không kêu nữa, và người ta hàn chờ những cái chân ra để mình hàn đấu sang cái con thạch anh bằng giấy này, để cho nó khai thác hết được cái công suất của cuộn dây đồng này sang cái con thạch anh bằng giấy này. Thì bản thân cái con này vào đây nó sẽ không kêu nhá. Đấy, họ đã ngắt âm thanh của nó đi rồi, không kêu nữa. Con này chỉ còn lấy tác dụng là lấy cuộn dây thôi. Đấy, không kêu này. Lấy cuộn dây chuyển sang thôi. Ở đây điển hình. Đây, điển hình là một cái con mà tôi đã làm xong rồi. Tôi sẽ gắn cho các bác xem. Đây là cái con này là tôi đã hàn xong rồi nhé, rồi hàn cho các bác xem.
Anh em bác nghe thử nhé. Các bác nghe thấy nhá, âm thanh cực trong, cực đanh, cực giòn luôn. Là cái cuộn dây mà cuộn dây đồng bên này này mà đã được người ta độ, người ta chế lại thì nó sẽ lọc được âm thanh tốt nhất để cho cái check này không bị sôi và kích được hết cái phần công suất lên để cho cái check này đạt được công suất lớn nhất nhá. Đấy, thế còn về cái chân hàn đây này, mình quay kỹ cho các bác xem, anh em nhìn kỹ này, anh em có thể là tự hàn lấy được nếu mà biết cách làm. Đấy nhá. Quay xa lên để nhìn được cả cái này nữa. Đây. Đây này, anh em để cái tụ này quay lên này. Thì con Thành Anh nó sẽ có những cái chân như này. Thì anh em cứ gióng theo như vậy, anh em hàn theo thôi. Cái này thì tôi không có giấu giếm gì cả nhá, chia sẻ với anh em cái cách nào. Và đã có cái clip hướng dẫn cụ thể cho anh em làm rồi. Đây, một chân hàn vào đây. Chân hàn vào đây đưa lên check trên. Hai chân này sẽ chung nhau nhá. Thì nói chung là cái này là cái con Thành Anh này, người ta thợ người ta đã độ sẵn rồi, người ta hàn chân chờ sẵn kiểu như này, mình hàn đúng như này vào ấy thì là mình sẽ lấy được cái công suất, khai thác được cái công suất lớn nhất của cái cuộn dây đồng này để cho nó kích cái Thành Anh bằng dây lên để làm công suất là hay nhất nhá. Đây là gọi là cái check độ cao cấp để anh em đánh sẻ. Thì bây giờ công bố mấy anh em là cái giá luôn để anh em nắm được cái mua hàng cho nó dễ nhá. Với cái con check hoàn chỉnh như thế này nhá, hoàn chỉnh như này mà độ mà trong loa cho các bác, độ loa cho anh em ấy thì sẽ tính là 130.000. Thế còn nếu mà một cái con check này anh bằng giấy, vẫn là con này đấy nhá các bác nhá, vẫn là con này mà là đi mới lại cái check mà chưa xử lý, đi mới check Thành Anh chưa xử lý này, nếu con dây đồng chưa xử lý này thì hàn vào trong loa sẽ là 100.000. Thế còn anh em mà mua nẻ phía ngoài nhé, mua nẻ phía ngoài cái con check này, hai cái này hàn kết hợp vào nhau thì anh em mà nhận hàng chậm thì giá là 150.000, đấy là ship chậm. Còn ship nhanh là 180.000, ship nhanh là 170.000 là ship nhanh. Thế còn đối với cái loa mà anh check mà anh em mua nẻ và nắp là anh em đã có loa điều khiển ở nhà rồi ấy, là cái check như này ấy, thì nhận chậm thì sẽ là 180.000, là chuyển phát chậm thôi, bao ship được thôi. Nhưng mà anh em lưu ý là sẽ không có cái rắc này đâu, cái rắc này là tôi làm để cắm theo loa thôi. Chứ còn hàn độ cho anh em thì sẽ hàn cho anh em là hai cái dây chìa ra ngoài, anh em và anh em câu vào là được, câu vào dây nào cũng được. Để anh em nhận chuyển phát chậm thì sẽ là 180, còn anh em mà nhận chuyển phát nhanh tốc hành luôn thì sẽ là 200.000 cho bộ cái chiếc xẻ cao cấp như này nhá. Đây là anh em xem clip thấy được là cái cách độ, tôi chia sẻ hết cách độ làm như thế nào, cách làm hàn chân. Đấy, còn anh em nào mà không làm được, có nhu cầu mua đầu tư thì liên hệ với shop, shop ship hàng theo cái giá mà shop đã công bố như vậy nhá. Mong được nhận được sự ủng hộ của anh em nhé, hàng chiếc xẻ cao cấp nhất hiện nay. Mọi thông tin liên hệ thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các đầu số liên hệ của shop, shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhá. Hoặc là anh em có thể lên Google, anh em gõ trực tiếp vào khu tìm kiếm, đó là shoptânánh.com nhé, thì sẽ ra cái trang website của shop, thì anh em vào trong đấy tìm hiểu các mặt hàng mà shop đã đăng tải lên. Rồi xin cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Anh em mà đang theo dõi clip trên kênh YouTube của shop thì vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh. Rồi anh em có thể là chia sẻ cái clip này đến cho lên các mạng xã hội khác như là Zalo, Facebook để cho bạn bè anh em cùng cập nhật được, cùng sắm được một bộ đồ chơi ưng ý, hiệu quả, kinh tế cao. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.